Và kính thưa tất cả quý vị, và giờ đây chương trình ca nhạc chúc mừng ngày vui hạnh phúc cho cô dâu Thị Bích, sánh duyên cùng chú rể Ngọc Huy xin phép được bắt đầu. Rất mong những đóng góp lời ca, tiếng hát cùng với những ca khúc tự chọn của tất cả quý vị sẽ mang lại giai điệu thương để chúc mừng cho cô dâu Thị Bích và chú rể Ngọc Huy trong buổi tối ngày hôm nay. Và mở đầu chương trình ca nhạc cho phép Nhật Nghị xin gửi đến tất cả quý vị ca khúc Thương Em Lắm. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Trong một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh đưa em về. Và đám cưới trên đường về đi trên con đê vui ghê. Rình rắn bao nỗi rôn rãi từ nay tiếp sẽ theo chàng. Vivi ơi tay đâu hả? Nếu như cuộc đời này không có em thì anh đây đi sống làm sao, dù cho có sang giàu. Thế nên bây giờ anh thương má và hàng ngày đi qua nhà. Em xin kết tình mà không ra. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời. Dù giận đôi sao vậy anh này không dối đưa lời. Còn vui mình cùng chi sân, ta thương nhau trước sau nhiều buồn. Rồi mình tỏ thể tôi thì mai sau đón thêm thằng tu. Em ơi anh thương em lắm, sống làm sao dù cho có sang giàu. Thế nên bây giờ anh thừa má và hẹn ngày đi qua nhà. Em xin kết tình mà không ra. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời. Dù giận đôi sao vậy anh đây không dối đưa lời. Còn vui mình cùng chi sân, ta thương nhau trước sau như một. Rồi mình tỏ thể tu thì mai sau đóng thêm thằng tu. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và kính thưa tất cả quý vị, và vừa rồi thì Nhật Nghị đã đi một vòng xuống sân khấu. Thì hiện tại danh sách đăng ký của chúng ta khá là ít. Và ngay bây giờ thì Nhật Nghị biết tất cả quý vị chúng ta ngay bây giờ vẫn chưa có đủ đô và đủ tinh thần để thể hiện ca khúc của mình. Và trong khi chờ đợi tất cả quý vị